Tuổi thơ ai đã từng nếm qua những chiếc bánh quê hẳn sẽ khó quên những dư vị ngọt ngào. Những chiếc bánh quê thấm đẫm những giọt mồ hôi của người nông dân, thấm đẫm tình yêu của những người bà, người mẹ luôn tần tảo sớm hôm. Thời gian trôi đi, những chiếc bánh quê bình dị ấy dần trở thành nét đặc trưng trong nền ẩm thực phương Nam. Rồi bánh quê lên phố trở thành món bánh dân gian quê nhà bình dị, gợi thương nhớ cho những người con xa xứ. Theo thời gian, sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc anh em đã làm nên sự đa dạng cho bánh dân gian hôm nay và ngày càng được cải tiến hơn từ nguyên liệu, cách làm bánh, nhưng vẫn không mất đi hương vị truyền thống của bánh dân gian. Chính vì vậy, nhằm đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của bánh dân gian Nam Bộ, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo tổ chức, đã trở thành nét đẹp truyền thống được tổ chức đến lần thứ 7 ngay thời điểm lễ giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Lễ hội thường niên được tổ chức hàng năm, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2018 diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 năm 2018 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, đã thu hút đông đảo du khách và người yêu thích hương vị bánh quê. Gắn với chủ đề cội nguồn chiếc bánh quê hương, lễ hội năm nay đã thu hút hàng trăm nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành phố và một số nước bạn tham gia. Với quy mô 200 gian hàng, lễ hội đã trưng bày giới thiệu 100 loại bánh dân gian, các món ẩm thực dân gian, nước uống dân gian và 100 gian hàng trưng bày các đặc sản vùng miền. Món bánh này thì gắn bó cũng nói chung là cái bánh truyền thống của gia đình, cho nên là nó cũng gắn bó từ cái thời tuổi thơ của mình. Lúc mà mẹ với bà làm thì mình ham vui, mình lại mình phá thôi. Nhưng lớn lên mình cảm thấy mình thích cái việc làm bánh này. Và cái món này thì luôn luôn được thực khách yêu chuộng. Bởi vì cái việc làm bánh, cái công thức làm bánh, cái nguyên liệu làm bánh nó rất là dễ tìm. Đó là những cái loại bột gạo có sẵn ở trong cái khu vực đồng bằng miền Tây của mình. Và mình chỉ cần xay bột, mình lấy trùng và mình có thể làm ra cái loại bánh này. Bánh dân gian Nam Bộ mà ai cũng có thể làm được hết. Cho nên là cái việc truyền thống của mình là đang giữ là cái việc mình xe nè. Mình xe là đây là một cái công thức truyền thống. Còn hiện nay có những loại bánh tầm như người ta đổ bằng khuôn rồi, nó không còn cái truyền thống của người dân của mình nữa. Còn hiện nay mình xe bằng tay, đó là một trong những cách mình giữ lại cái truyền thống của mình. Ngoài ra, lễ hội còn giới thiệu một số loại bánh nổi tiếng từ các nước trên thế giới, cũng như các sản phẩm phụ trợ cho bánh dân gian. This Malaysia, I'm from Malaysia. The food bun, Malay roti. Roti and chicken and beef and chocolate and kaya and durian and banana and pomai cheese. Không khí những ngày diễn ra lễ hội bánh dân gian luôn tấp nập du khách tới trải nghiệm lễ hội với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú như lễ dân bánh đền thần Tân An, kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương, phong phú về hình thức, đi vào chiều sâu nghi lễ, biểu diễn các loại bánh dân gian, tái hiện lại không gian xưa với các dụng cụ và nghệ nhân trực tiếp thực hiện cùng với nghệ sĩ khách tham quan. Lần đầu tiên trong lễ hội có sự tham gia của các em thiếu nhi, các trường tiểu học của thành phố Cần Thơ đã đến giao lưu, học hỏi cách làm bánh cùng các nghệ nhân. Đây cũng là một hoạt động mang ý nghĩa quan trọng trong việc kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của bánh dân gian Nam Bộ. Gian hàng buffet bánh dân gian Nam Bộ trong nhà có hệ thống điều hòa với nhiều loại bánh phục vụ thực khách đến thưởng thức. Hoạt động khu chợ đồ sư miền Tây và khu chè quê với hình thức giới thiệu và mua bán với gần 50 loại chè và thức uống dân gian từ truyền thống đến sáng tạo. Hội thi làm bánh dân gian nhằm phát hiện và giới thiệu những bí quyết làm bánh, những loại bánh ngon ở các địa phương trên cả nước, tôn vinh các nghệ nhân nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ. Đồng thời tạo một sân chơi là nơi giao lưu văn hóa thể hiện tinh thần đoàn kết của các dân tộc anh em tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm nay chúng tôi rất mừng bởi vì cái số lượng tham gia hội thi cũng tăng, đặc biệt là cái sự xuất hiện của nhiều cái chủng loại bánh lạ. Chúng tôi đặc biệt là cái bánh lạ này nó biểu hiện một cái hội tụ, cái giao thoa văn hóa giữa cái dân tộc Kinh, dân tộc Me, dân tộc Chăm, dân tộc Hoa, tức là bốn dân tộc, những cái loại bánh của bốn dân tộc đều có mặt tại hội bánh này và tham gia hội thi. Thì chúng ta thấy mà mấy cái loại bánh này là năm rồi không có xuất hiện,
năm nay lại có xuất hiện. Và qua cái nếm thử, chúng tôi thấy nó có toát lên cái hương vị lạ, mà nó từ cái nguồn nguyên liệu, phụ liệu, phụ gia tại chỗ. Chúng tôi chứng kiến ngay những cái chai nước là lá dứa xanh, rồi những cái nước lá cẩm. Và chúng tôi rất gắt gao cho là dùng cái phẩm mà ở đây phải tuyệt đối phải dùng những cái thực vật, những cái màu sắc từ thực vật. Hội thảo công nghệ bảo quản và bao bì đóng gói bánh dân gian nhằm mục đích đánh giá thực trạng bánh dân gian hiện nay và tìm giải pháp đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy bánh dân gian trong việc ứng dụng công nghệ bảo quản và bao bì đóng gói các loại bánh dân gian. Hội thi hát về bánh dân gian Nam Bộ gắn với các làn điệu dân ca Nam Bộ trình diễn phục vụ thực khách. Các chương trình văn nghệ đặc sắc diễn ra hàng ngày như đờn ca tài tử, biểu diễn hài của nhóm Double Quiz đến từ Nhật Bản và các chương trình nghệ thuật khác ngay tại sân khấu chính của lễ hội. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động trò chơi dân gian tái hiện con đường bánh dân gian Nam Bộ, được tạo hình mỹ thuật từng loại bánh, kết hợp nghệ thuật sắp đặt 10 loại bánh truyền thống tiêu biểu. Đây là điểm nhấn trung tâm không gian lễ hội và phục vụ khách tham quan chụp ảnh lưu niệm. Đây là lần thứ hai mình tham gia cái lễ hội bánh dân gian và mình cảm thấy là trong lần này thì có cái quy mô tổ chức đó, nó lớn hơn, hoành tráng hơn và thức ăn thì nó phong phú hơn. Thì đó là điều mà mình cảm thấy là thú vị đầu tiên và cảm thấy là những cái gian hàng á, thì những người nhân viên á, thì rất là nhiệt tình và cái thực phẩm thì nó đa dạng, mình rất là thích. Nói chung là các loại bánh đều rất là ngon, có tất cả đặc sản các vùng miền, nói chung là rất là phong phú. Yeah. Oh, it's very nice, a lot of people, everybody seems to be happy and it's nice, beautiful. Theo thống kê, trong 5 ngày diễn ra lễ hội đã thu hút khoảng trên 500.000 lượt khách tham quan. Đây được xem là một thành công lớn của lễ hội. Để làm nổi bật nội dung và ý nghĩa của lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, các chương trình trong lễ khai mạc đã được đầu tư rất công phu và tỉ mỉ về nội dung và hình thức thể hiện qua các tiết mục, tạo nên một bức tranh sinh động về sắc màu ẩm thực dân gian. Tại buổi bế mạc, du khách đã được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Tổng kết lễ hội, Ủy ban Nhân dân thành phố trao bằng khen cho 20 đoàn nghệ nhân có nhiều đóng góp. Ban tổ chức trao 12 huy chương vàng và 24 huy chương bạc cho các nghệ nhân tham gia hội thi làm bánh dân gian, đã mang đến lễ hội những món bánh dân gian truyền thống và sự điêu luyện trong nghệ thuật biểu diễn bánh đến với du khách. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay đã thu hút 20 tỉnh thành và 7 quốc gia để tham dự, đã tạo nên sự phong phú đa dạng về chủng loại bánh. Các loại bánh có mỗi tố sáng tạo, các cái công cụ dụng cụ làm bánh cũng đa dạng, tái hiện lại ký ức làm bánh ngày xưa đối với mọi người dân, và điều đó giúp cho cái không gian văn hóa tìm hiểu và trải nghiệm của du khách thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành được đầy đủ hơn, và góp phần là thu hút một lượng khách rất lớn đổ về lễ hội. Chúng tôi thống kê có khoảng 50.000 lượt khách tham dự lễ hội lần này nhờ vào sự đa dạng của các đơn vị, các tỉnh thành trong cả nước để tham dự. Thứ nhất là tiếp tục là kết nối các cái loại bánh dân gian Nam Bộ vào các chuỗi nhà hàng khách sạn để đảm bảo đầu ra nó được ổn định hơn. Và thứ hai nữa là giới thiệu cho các nghệ nhân để cho có thêm cái giải pháp trong việc chế biến bày bán các cái sản phẩm của mình. Và điều thứ ba nữa là chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố phân loại ra các cái loại bánh dân gian, những loại bánh sử dụng tại chỗ thì là tiếp tục phát huy, còn những loại bánh có khả năng phát triển đưa vào các chuỗi siêu thị tiếp cận được thị trường nước ngoài thì tôi sẽ phân loại và tìm thêm cái giải pháp về đóng gói bao bì sản phẩm, các trung tâm và nâng cấp về mẫu mã và nghiên cứu cùng với các chuyên gia thị trường để nghiên cứu về cái quy định vệ sinh an toàn thực phẩm ở các nước để có thể là tìm cái đầu ra, tìm định hướng về xuất khẩu các loại bánh dân gian Nam Bộ ở nước ngoài. Và trong thời gian diễn ra lễ hội, chúng tôi cũng tiếp xúc với một tập đoàn bánh kẹo Nhật Bản, tập đoàn bánh kẹo thứ hai, họ đã qua khảo sát và
thăm dò cái một số cái mặt hàng của trung tâm lễ hội này và sẽ gợi ý về cái hướng đi tới trong việc là chọn lọc ra một số lượng khách để có thể đi sang Nhật Bản. Kỳ vọng rằng cái hướng đi này sẽ giúp cho bánh dân gian một mặt được phát triển một chút hơn, một mặt khác là các phần quảng bá về giá trị ẩm thực của Nam Bộ. Lễ hội này là tôi cũng muốn là duy trì mãi, biết không? Vui là lại ẩm thực mà lại đồ vừa ngon. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 7 năm 2018 được thành phố Cần Thơ tổ chức đã thực sự trở thành một nét đặc trưng của thành phố, là điểm nhấn văn hóa ẩm thực của vùng, vừa mang nét truyền thống dân gian, vừa mang tính hiện đại. Lễ hội bánh kết thúc trong sự luyến tiếc của du khách gần xa. Chia tay nhau, mọi người đều mong nhanh đến mùa lễ hội năm sau.